Nay Yeon, Sana và Jung Yeon ăn nhẹ cùng nhau khi họ trò chuyện với người hâm mộ trên V-Live. Và trong khi họ đang nói về tóc của Sana thì có một người xem đã để lại bình luận, có lẽ là Thiện Chí. Người xem nói: "Này Luna, bạn đang tăng cân đó." Và Sana đã nhanh chóng trả lời: "Các bạn sẽ không thích chúng tôi khi chúng tôi tăng cân ư?" Sau đó Sana đã trả lời về câu hỏi thực phẩm này bằng cách nhắc nhở người xem rằng tăng cân là một điều rất tự nhiên. Và Sana đã mỉm cười khi nhắc nhở người xem rằng họ ăn nhẹ trong khi phát sóng vì mọi người rất thích xem họ ăn. Và sau đó các cô gái lại tiếp tục ăn vặt. Đó là một lời nhắc nhở tốt đẹp rằng bạn không nên xấu hổ khi làm những gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Oan thích nhìn trai ăn hay là trai thích ăn vặt? Trai nổi tiếng với việc ăn vặt khi cần ăn nhanh hoặc là khi họ đang di chuyển. Lý do ư? Rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng để dọn dẹp.